rất thơm. Các bạn thấy có đẹp không? Thế nhưng mà để cái cho mình được ta như cái bình gồm nhé. Đó các bạn. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con tê tê. Bạn nào bây giờ mình sẽ tô quên cái gam này nữa cả ba luôn à. Nhưng mà quay làm sao cho cái sản phẩm của mình hơi dinh dưỡng một tí, cái sản phẩm bên đấy không thì quay cái hơi dinh dưỡng của mẹ thì dính sang bên thì ít rồi. Bây giờ mình sẽ tô con sâu đo bạn nào, bây giờ mình sẽ tô như vậy. Video của mình đến đây kết thúc rồi nha các bạn. Sản phẩm con lừa người, sản phẩm chú từ con các bạn ơi, còn đây là sản phẩm gấu túi chậu cây này. Xin chào các bạn nha, mình tiếp tục đi cho mỏ cá ra ăn cơm cháu. Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô một sản phẩm báo hoa mai để tặng tất cả các bạn nha. Ở đây nữa sẽ là sản phẩm cá ngựa, các bạn cùng xem này. Đây sẽ là bộ cạp vui vẻ nha các bạn ơi. Và như vậy là mình đã tô xong con sâu đỏ để các bạn thấy đẹp và thấy hay. Hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con tê tê mình đã tô màu xong để các bạn thấy đẹp và thấy hay. Hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là mình đã tô xong nhiều bánh mì rồi nên các bạn thấy đẹp và thấy hay. Hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ.
Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con gấu trúc. Bây giờ mình sẽ tô bạn em. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con giun biển. Bây giờ mình sẽ tô nha. Như vậy video của mình đây là kết thúc nha các bạn. Còn vài xin bạn này, bây giờ mình sẽ tô đây nhá, sản phẩm cá nhựa của mình này, bỏ cả vui vẻ. Xin chào tất cả các bạn nha, video của mình đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Sản phẩm sĩ quan mọi người nha. Đây là sản phẩm con kiều vui vẻ nha các bạn ơi. Đây nữa, giun đất. Các bạn hãy cùng đón xem nha. Các bạn như vậy là mình đã tô xong con giun biển rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn như vậy là gấu trúc mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Con voi xinh mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh của mình.